Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư anh em ơi, của tuần 2 ra mắt cái con tướng mới Itachi Tân Sơn. Rồi thì ngày hôm qua đến giờ mình cũng đã có xả vé để mà quay cái con Itachi này anh em. À thì lấy được thêm 4 copy nữa, up lên được E2. Thì tình hình hiện tại thì chắc là phải qua tuần sau thì chúng ta mới lên được E3, là cái tuần cuối của Itachi nha anh em. À, Itachi sẽ xuất hiện trong vòng 3 tuần liền nha. Sau Itachi mình đang lo lắng là quay Itachi này xong rồi á, cuộc đặc biệt ở đâu để mà quay tướng mới đây anh em ơi, đang lo đây nè. À, nhưng mà tới đó tính sau anh em ơi. À, ráng cố gắng tuần này và cũng như là qua tuần sau tích thêm cuộn anh em. À, mua hết tất cả những cái gói nào mà nó bán cuộn á. À, đặc biệt là những cái gói như thế này nè anh em. À, anh em có thể cày thêm, à quên anh em, có thể cày thêm cái thần toán tử nữa anh em ơi, đây học viện ninja nè, để lấy thêm mấy cuộn đặc biệt thôi, nhưng mà cày cái này thì nó hơi chua. À, anh em phải làm mấy cái nhiệm vụ ngày anh em nha, để mà ăn cái thần toán tử này. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ có code cho anh em. À, chúng ta sẽ mót lại mấy cái code mà chung trước đó mà mình quên xe mà cũng như là không biết nha anh em. À, ngày hôm nay mình ngày hôm qua là mình có nhận code rồi, mình có ăn code đó rồi anh em, nhưng mà thực sự ra thì code đó ăn được nha anh em, ngày hôm nay vẫn còn ăn được thì phải đó, ăn thử nha. Rồi, đầu tiên là nhận code riêng trước đi anh em, code riêng trước nha. À, dành những ông nào nhanh tay nha anh em. Rồi, code riêng đợt này thì đến từ bạn Hoàng Duy. À, chúc mừng năm mới có nè. À, 3 code nè. Code Itachi Tân Xuân nè. Code này thì chắc tí mình lụm quá, không biết mình ăn chưa nữa. Rồi, code mừng Xuân Giáp Hình nè anh em. À, 2 cái, code An Khang Thịnh Vượng được 3 cái. Nói chung là nguyên một bộ code là có ở trong này luôn nha anh em. Nguyên một bộ code luôn đấy. Ồ, ngon lành chưa mấy ông. Rồi anh em có thể bấm dừng video hoặc là chụp màn hình lại để nhập code nha anh em. Đợt này hình như là chắc là cái sự kiện event web á anh em, nó còn tầm cỡ chừng ngày hôm nay với lại ngày mai nó là hết rồi anh em ha. Nên là ông nào mà chưa có là chơi nhiều á, anh em ráng cố gắng lên anh em ơi. Gần tới mốc 1.500.000 rồi. Mốc 1.500.000 thì chúng ta sẽ nhận được một con Itachi Tân Xuân và cũng như là một cụ Hashirama Edo, 70 cuộc đặc biệt, 5.000 Rio, 3k thẻ huyền bí, rất là ngon luôn nha anh em. Ngày hôm nay thì cái lượt của chúng ta đã rơi vào khoảng 1.455.000 rồi anh em ơi. Ráng cố gắng lên anh em. À, cái link của cái event web này mình sẽ để ghim ở dưới phần comment để anh em vào anh em chơi nha anh em. Kêu gọi luôn á anh em. Bởi vì mình cũng đang có chơi Itachi, nhiều anh em đang thích Itachi lắm, nhưng mà cái mốc này ai chả thích anh em. Nên là anh em ráng cố gắng đạt được cái mốc 1.500.000 này nha. Rồi ok anh em ơi, tiếp tục đó là cái xe code chung. Đợt này chúng ta sẽ có 2 code chung nha anh em, chứ không phải là 1 code nữa. Code này là code truyền tin ra mắt cái con tướng mới Itachi Tân Xuân á anh em. Đây, code này thì có quà đây anh em ơi, 20 cuộn đặc biệt, 50 cuộn chi mộ cao cấp, thêm 1.000 thẻ huyền bí nữa anh em, rất là ngon ha. Và code quà Valentine của Mr. Kim, trời ơi, đây anh em. Đây, ô, giống nhau đó nhờ, cũng được 20 cuộn đặc biệt luôn anh em, 50 cuộn cao cấp. Cái code này là ngày hôm qua mình đọc comment là có bạn comment lên đó anh em, mà mình không nhớ rằng là có code này luôn đó anh em. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì đã ăn được rồi nè anh em, rất là ngon. Hai code chung nha anh em, đây là hai code chung nha. Rồi, nội dung của hai code chung này thì nó sẽ có nội dung như thế này anh em ơi. Anh em nhập cho mình luôn nha. Rồi, code Itachi á, truyền tin ra mắt Itachi á, thì anh em nhập cho mình là Itachi huyết kế gia tộc. À, viết hoa không giấu nha. Rồi, code Valentine anh em, mót lại anh em ơi, Valentine ngày 14 rồi, ngày 18 rồi, nhưng mà vẫn ăn được nha anh em. À, sáng ngày hôm nay là mình đã ăn được nè, bây giờ này, anh em nhập thì chắc nghĩ là ăn được ấy. Ông nào chưa ăn thì ăn giùm mình nha. Rồi, Mr. Kim, cô đơn lễ tình yêu, nhập giùm mình cái dòng code này luôn nha anh em. Đã ăn được thêm 20 cuộc đặc biệt nữa anh em ơi. Chỉ có trên kênh của mình thôi nha anh em, nhớ theo dõi kênh nha, để không bỏ lỡ mấy cái code sau nha anh em. Chưa hết nha mấy ông. Chưa hết nha. Rồi, bạn Trứng Bé Đù đã share cho chúng ta một nồi code riêng nữa nha anh em, code này code riêng nha. Đây anh em ơi, code mừng Xuân Giáp Thìn 3 cái, An Khen Thịnh Vượng là được 4 cái, chúc mừng năm mới 5 cái. Đây anh em, đó, anh em nhập giùm mình nha anh em. Đây, ok, còn code in game trong này nữa mấy ông ơi. Không biết ở dưới còn hay không nữa, anh em nhập đi rồi mình sẽ kéo xuống dưới luôn nha anh em. Rồi, ok, tiếp tục nha. Để mình kéo xuống dưới coi còn hay không. À, hết rồi nha anh em, nhiêu đây thôi. Cảm ơn bạn Trứng Bé Đù nhiều nha. Có một nồi có thêm cho anh em nữa nha anh em. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nhận quà truyền tin ra mắt con tướng mới Itachi Tân Xuân. Cái code này ngày hôm qua là hôm kia gì có rồi anh em, nhưng mà mình quên mất tiêu, quên xe cho anh em luôn anh em. Đó, ham quay con Itachi quá. Nhưng mà không sao anh em ơi, còn cái code Valentine này thì vẫn ăn được nha anh em. Rất là ngon.
Là ok, anh em ăn về mình luôn nha anh em. Cái hai cốt này hai hao giống nhau anh em ơi. Ngày hôm nay tính ra tổng cộng là anh em kiếm được 40 cuộn đặc biệt, 2000 thẻ huyền bí, rất ngon ha. Đây mấy ông. À, ngon lành chưa? Trời ơi, được thêm 100 cuộn cao cấp nữa chứ anh em. Rồi, rất ok ha. Rồi, ngày hôm qua thì mình cũng đã có test đam của Itachi Tân Sơn khi mà đi với lại thằng sạc Akatsuki anh em, thì đánh boss tổ chức, nói chung là lẫm một phát con boss tổ chức bay màu anh em ơi. Ngày hôm nay để thử bem thể lại một nhát thử có được hay không nha anh em. Hôm qua là boss, để mình coi. À, hôm nay vẫn là con quỷ boss này luôn anh em. Rồi, vô bem thử lại cho anh em xem nhát nữa nha anh em. Đây, vẫn sẽ là tụi nó nha. Đam ngày hôm qua nói chung là gần 30.000 tỷ anh em, gần 30.000 tỷ đam. Cái này là Itachi chưa có là match đam mà chơi bùa cùi bắp á nha anh em, chơi mấy cái ấn cùi bắp đấy. Nên là cái lượng công của nó hình như là mới có 700.000 thôi, 700 mấy ngàn thôi, nên là không có cao anh em ơi. Cái này mà đẩy lên cỡ chừng vài triệu công nữa thì nó đập mấy con boss này đam nó còn ghê gớm hơn nữa nha anh em. Đó, nên là anh em coi thử coi là Itachi kiểu này đánh boss nói chung là xoáng ngôi top 1 của thằng Na rồi. Đây anh em, mình đang chơi Na luôn nè. Anh em thử coi là đam của đứa nào cao hơn ha. Này gọi là xoáng ngôi top 1 của thằng Na luôn nha anh em. Chỉ khi đi với lại thằng sặc đen á thì chúng ta mới có cái lượng đam to như vậy anh em ơi. Hai anh em nhà nó stack hắc hỏa cho nhau á anh em. Itachi cũng hưởng được cái hắc hỏa của thằng sặc, nên là cái lượng đam của Itachi nó sẽ tăng theo cái tầng hắc hỏa anh em ơi, nên là cái lượng đam nó to lắm. Rồi anh em coi nè, vòng 5 nha anh em, tầm vòng 5 thôi là cái đám boss này là một nội Itachi là bay màu hết. Ghê lắm nha anh em. Tí hồi nữa mình sẽ vác hai anh em nhà nó đi leo thụ thử coi như thế nào nha anh em, để thử coi là cái sức mạnh hai anh em nhà nó như thế nào luôn. Đứa nào cũng có hắc hỏa nên là đi leo thụ, nói chung là thụ đơn, thụ đôi đều ok cả nha anh em, đều rất ok. Rồi, tên này Itachi nộ là ok nè anh em. Một phát một đi ba con boss. Trời ơi, đam to kinh khủng. Ngày hôm qua mình có sau đam cho anh em xem rồi á, ngày hôm nay xem lại lần nữa nha anh em. Đây, chuẩn bị nổ đây, hai ống nổ nè. Bùm. Wow, chưa hẹo. Đợt này đam tệ lắm chứ cũng phải giống như vậy ngày hôm qua. 29.000 tỷ đam. Đợt này hy vọng nó sẽ lên được 30.000 tỷ đam anh em hả. Nhưng mà mình nghĩ chắc hên xui anh em ơi. Itachi này cái mình thấy cái chí mạng nó hơi thấp anh em, đam cao nhưng mà chí mạng của nó hơi thấp, nên là chắc là để sau mình coi là đi theo cái đường chí mạng được không anh em nhỉ. Pha này Na bay màu rồi, Na là không có Na đam cũng cao nhưng mà không có cao bằng hai anh em nhà thằng Itachi với đạn sạc thôi anh em ơi, không cao bằng. Rồi nộ này là tụi nó đi nè. Ui, không đi luôn hả? Ủa kỳ vậy? Chắc hết mấy cái tầng hắc hỏa rồi. Rồi nhưng mà kéo càng dài đam càng to nha anh em. Anh em coi thử Itachi pha này nha. Kéo tới tên thứ 8 rồi kìa. Được đó nhờ. Nổ một cái nguyên một khúc máu boss luôn, ghê thực sự anh em. Nhiều ông top hiện giờ đang chơi hai anh em nhà Itachi với lại thằng sặc vô trong DBK anh em ơi. Nhưng mà nếu mà muốn chơi vậy thì chúng ta phải có con Shizune gọi là xịn xịn một tí, để tụi nó bảo kê hai anh em nhà nó mới tích được mấy cái tầng hắc hỏa ha. Trời ơi, ngày hôm qua đến giờ quên mất tiêu mấy cái cốt luôn anh em ơi, nên là ngày hôm nay xe nó hơi trễ, nhưng mà vẫn ăn được anh em ơi. Ông nào chưa ăn thì ăn chung với mình nha anh em. Ngày nay vẫn ăn được. Đó, kiếm được ít quà anh em. Mém nữa là xịt mấy cái cốt rồi, may mà ngày hôm qua có mò mấy cái comment đọc lại, không là quéo rồi. Ô, chiến này Itachi đánh không có thấm vô boss luôn kìa anh em, kỳ vậy. Chiến này đánh không thấm vô boss luôn kìa, nổ 2-3 phát rồi kìa anh em, không có bể, không có hẹo được mấy quỷ boss luôn. Hoài, ảo ma thế nhờ. Chiến này nghi không có hẹn, không có kêu được boss quá anh em ơi. Không biết ở trên người boss hiện giờ là bao nhiêu tầng hắc hỏa rồi anh em. Rất là nhiều mấy cái tầng hắc hỏa luôn ấy. Đang vòng 11 rồi, không biết là kêu được tụi nó hay không nha, anh em coi thử nha. Nếu mà kêu được thì mình nghĩ là cái lượng đam to lắm. Bùm, ui, không xi nhê luôn kìa. Ảo thế nhờ. Bởi vậy mình nói mấy cái pha mà nổ đam anh em chả hiểu là cái cơ chế nó như thế nào mà cái lượng đam nó to như vậy. Cặp Itachi đánh theo phần trăm máu rồi các thứ nữa anh em, nên là đam nó khủng khiếp lắm.
tăng mấy cái tầng khắc họa là chủ yếu là nó để tăng mấy cái chỉ số rồi là ví dụ như công rồi xét thương chuẩn của Itachi rồi lên anh em, nên là anh em lại thấy cái lượng đam nó to. Chà chà, tầng vòng 13 rồi chưa thấy gì hết nè, mới một quả nổ đó chưa Shinya luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái đam đợt này nó sẽ là đam cao nhất nha anh em, kéo tới tầng 14 rồi, không chết boss rồi anh em ơi. Ui chết boss rồi kìa, coi đam nha. Ôi vẫn là 29.000 tỷ anh em ơi, không có nhảy lên. Ồ cao hơn cái đam ngày hôm qua một xíu, chưa có lên được 30.000 tỷ. Anh em muốn lên 30.000 tỷ đúng không? Đây sẽ cho anh em xem cái cách để lên 30.000 tỷ. Mình sẽ đẩy hết công cho Itachi luôn anh em, thêm 10% công nữa. Ồ lực lên được xíu công anh em. Lên được xíu công, ok vô em thử nhét nữa nha anh em, lên 30.000 tỷ nha. Cái này mình bấm bỏ qua đi anh em ơi, bấm bỏ qua cho nhanh. Ok, cũng hẹo boss luôn nè. Ồ 26.000 tỷ à, không lên nổi anh em ơi. Thôi kệ đi anh em, để lên thêm e là test thêm cho anh em xem. Ngày hôm qua đi PK rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi boss nha anh em, đi mấy cái leo thụ rồi các thứ á. Để thử coi là đi leo thụ đơn trước đi. Đi thủ đơn trước nha anh em, để coi coi ở bên này thì khỏi Shizune luôn đi, gắn luôn Itachi vô trong luôn đây luôn nha anh em. Nhưng mà chúng ta phải đi thêm với lại thằng sặc đen nữa nha anh em. Kiếm thằng sặc chứ, Itachi có rồi. Ok. Coi thử nha anh em, coi thử hai anh em nhà nó đi leo boss thụ như thế nào nha. Được cái thì nó sẽ cấm luôn cả mấy con quỷ boss ở bên kia nó hồi sinh nữa anh em, rất là ngon. Trời ơi, Ona nó chọi cho vài phát banh càng hết trơn rồi, cần gì phải Itachi nộ đồ nữa anh em nhờ. Đây bùm, ôi đam kìa. Hay cha, qua tuần sau thì chắc mình lên mát tiên thuật của thằng sặc đen quá anh em ơi, bởi vì bởi vì ngày mà qua tuần sau là xả thêm 2.000 cuộn nữa để lấy 4 của Itachi. Ghê thật. Trời cụ nhị bị đánh cái hẹo luôn kìa anh em, tự động hồi sinh luôn kìa. Đây pha này cụ nhị bay màu nè, này thì nè, trời ơi đam kìa anh em, đam thằng Na vẫn là to. Ý Itachi đam to hơn Na luôn anh em, mới E2 thôi đó. Đây là boss đơn anh em ha, boss đơn bữa giờ mình cũng không có leo á, mình để đây luôn anh em, bữa nào rảnh leo luôn mấy cái thụ đơn với lại thụ đôi luôn anh em. Trời ơi cụ Eru đấm kìa, má ơi cụ Eru đấm đam co to dữ vậy anh em coi kìa. Cụ Edo lại thằng Na vô xoáy thôi là mấy con quỷ boss này nó quẹo hết trơn rồi. Ê bất tử kìa, Itachi coi xử cái bất tử này nha. Mém. Này là mới ẹt ấn thôi, chưa có đánh xuyên được bất tử. Nhưng mà chiến này thằng Na, chiến này nếu mà con Hidan nó hẹo á, rồi xong, khỏi hồi sinh luôn nha anh em, khỏi hồi sinh. À, anh em coi đam cụ Edo này má ơi. Này boss đơn hơi yếu anh em nhờ, qua boss đôi thử coi. Qua bên mấy con cái thủ đôi coi anh em ơi, bên này có sạc, bên này có Itachi nha anh em, chia ra mỗi bên một một bé. Bên này có sạc thì nó sẽ có hắc hỏa vô trong người của con đào. Rồi có hắc hỏa rồi đó anh em, khá là ngon. Ai cha đau. Ủa bên này không có tăng cơ ta, à bên này thì đâu có tăng cơ đâu anh em. Trời ơi nó quạt kìa. Bên này chủ yếu á là để lấy cái nổ của thằng Na để mà nổ anh em ơi, nhưng mà chịu không nổi đòn roi của đám này rồi, kinh khủng quá. Bên này có Obito nó quạt kinh lắm nha anh em, chừng này mình nghĩ gãy rồi. Để coi coi ở bên kia đâu có Obito đâu, chuyển qua bên kia chơi. Đổi hai team anh em, team thứ hai nó mạnh hơn team một anh em ha. Team một dạng như mang cái tính chất đánh nhanh thắng nhanh đó anh em. Rồi chiến này con cá nó xoáy cho một cái nè. Đó chuyển sinh liền. Trời đau quá. Hắc hỏa. Đúng rồi hắc hỏa đều rồi nha anh em. Hắc hỏa của cả hai anh em nhà nó thì nói chung là cái tính chất là nó sẽ giảm. Ôi trời ơi. Con đào đánh thường con Hidan cái bay màu luôn kìa anh em. Kể cả con Obito nữa. Tính chất của tụi nó thì cũng sẽ giảm 99% khả năng hồi máu anh em ha. Nên là một bên là anh, một bên là em cũng ok, không có cần phải chơi hai thằng sặc nữa. Anh em có điều không có điều kiện, không có Itachi thì vẫn chơi hai thằng sặc bình thường. Còn ông này mà có Itachi rồi thì gom copy của thằng sặc lại tạo thành một con,
Rồi anh em build thêm một con Itachi nữa, cỡ 10 sao thôi nè, anh em đánh mấy cái thủ này ok rồi. Này thì nè, phản đam, ôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi, cố lên sặc ơi. Ơ cố lên Itachi ơi, đúng rồi, trời ơi pha này Itachi cưng tim nha anh em, mém nữa. Hidan nó đâu có hồi sinh lên đâu anh em, lấy gì. Mấy mà cái pha đó Itachi gọi là còn dạng như là còn sống nha anh em. Itachi là nó có một cái skill, anh em nên nhớ nó có một cái skill đó là trong mấy cái tên đầu á thì cái lượng máu của nó mất không vượt quá là vài chục phần trăm máu, giống như con Gengaku vậy đó anh em ơi, nên là nó trâu lắm. Mấy cái tên đầu nó khá là trâu, khó thể nào mà bị dồn đam ở mấy cái tên đầu anh em ha. Bên này thì lấy nộ của thằng Na làm công nha anh em. Ây da, đúng rồi, Na chọi vô nữa thì quá tuyệt vời nè. Đấy. Trời ơi, con quỷ đào bên kia nó còn bất tử anh em ơi. Nó mới nộ được á nên nó sẽ có bất tử ha. Choáng, đúng rồi, ui trời. Nghĩ sao đi choáng con đào vậy ta. Nó đam khá là to luôn nha anh em, rất là ok. Ui da, trời ơi á. Ôi, cụ Madara nộ nè, lâu lắm rồi mới thấy cái quả nộ của Madara đó anh em. Tuy Madara là âm dương nhưng mà cái meta hiện tại không có vào âm dương được anh em ha. Rất là nhiều con đã vào âm dương trở lại rồi anh em. Izuna nè. Nó meta cũng không đúng, dạng như là được chơi game anh em ơi, được chơi game lại thôi. Chứ không phải là vào meta lại. Vào meta lại thì tụi Izuna nói chung là cũng tạm ổn thôi chứ không phải là gọi là ghê gớm anh em ha. Ây chà, team 2 có đào kìa anh em, team 2 có đào. Nói chung là chơi được, anh em vác vô chơi được. Izuna nè, rồi Jiraiya, tiên nhân đồ các thứ nè anh em. Mấy con đó là mấy con âm dương ngày xưa anh em. Nhưng mà bây giờ vác vô meta âm dương vẫn chơi hiệu quả anh em. Nói chung là vẫn hiệu quả. Nhưng mà nói về độ mạnh thì nói chung là cũng thua mấy con. Ví dụ như là Shizune đồ các thứ anh em ha. Mấy con thế hệ mới, âm dương thế hệ mới anh em vẫn sẽ đánh xoay quanh là cụ Hashirama Edo V1, V2 luôn nha anh em. Cụ Hashirama mạnh quá, bản nào cũng mạnh, đúng là hiền giả thánh nhân mà anh em nhờ. Này thì phản đam nè, giỡn mà. Rút nhẹ cái ấn à, Obito chết đứng luôn kìa. Obito nó quẹo đứng luôn kìa anh em. Rồi, qua bên này mới mệt đó, thôi xong rồi. Búp hồi sinh gì búp được con mình cụ Hashirama vậy ta, vậy sao chơi. Phải có hắc hỏa là mới giảm hồi máu được của tụi nó nha anh em, thấy không. Đã giảm hồi máu rồi nhưng mà vẫn thấy là hồi máu nhiều anh em. Vẫn thấy hồi nhiều mới ghê chứ. Đây cho thêm một đợt hắc hỏa nữa nè. Tính ra thằng sạc đam to lắm nha anh em, nhưng mà bị cái là em nó đi thù được các thứ ok. Nhưng mà đi boss đó thì đi BK đó thì em nó dễ hẹo quá. Bởi vì nó không phải âm dương anh em, cho dù anh em chơi 5 âm dương thì con thằng sặc đen á thì nó cũng sẽ đâu, nó không có hưởng được cái khiên âm dương hay là hưởng được cái hồi sinh, nên là khó lắm anh em, khó khăn lắm. Trời ơi, đánh kìa, đã chưa? Banh hết nha. Con đào bên kia nó bị đứng luôn rồi anh em, đứng hình luôn. Không có cái hắc hỏa này anh em đi leo mấy cái thụ thì mệt lắm. Gặp con quỷ đào nó hồi máu ghê đó chứ anh em, chịu đâu có nổi. Na ơi, anh chọi mấy cái đẹp đẹp một tí coi, xết đao con đào giùm em cái coi anh ơi. Mình đang tính build lại cái team âm dương. Ôi ôi đốt kìa. Mình đang tính build lại cái team âm dương được được đó anh em. Chắc là chơi 6 âm dương, nếu mà không ổn, con Hidan không ổn thì chơi 6 âm dương, còn không thì chơi 5 âm dương, một con Hidan giống như cũ anh em ha. Chứ bây giờ chơi Deidara với lại chơi thêm con Conan đó anh em. Thì anh em cũng đã biết Deidara với lại Conan đó thì tụi nó có bất tử. Nhưng mà thằng Itachi nó lại đánh xuyên được cái bất tử đó anh em ơi. Nên là hai tụi nó khó có thể nào mà sống trong cái bắt lắm á. Sống trong BK lắm anh em, khó khăn lắm. Nên là thôi chắc là phải hướng qua chơi 5 hay là 6 âm dương thôi chứ sao giờ anh em. Trời ơi, mém thua. Ôi ôi, con Deidara gánh tim nha anh em. Deidara vẫn là một cái gì đó rất là ghê nha. Đó, rồi, để ra mình cho anh em xem cái team mà mình đang tính chơi. Nhưng mà cái team này nó cũng phụ thuộc vào con Shizune quá anh em ơi. Đây, cái team mình đang tính chơi nè. Nhưng mà thằng sạc này thì nói chung là nó cũng không có thích hợp với lại đi BK là mấy. Bởi vì khi mà gắn vô anh em thì nói chung là dễ hẹo lắm.
đây ví dụ như là team này đang tính chơi cái team này để coi cái âm dương còn con nào không. Chắc bỏ thằng Na ra luôn quá chơi Zeraia, bởi vì Zeraia nó có cái choáng với lại cái giảm nổ đó nè, nên là khi mà vào trận thì nó có thể choáng được hoặc là choáng được con Sijune. Nếu mà choáng được Sijune đối thủ thì quá tuyệt vời rồi anh em. Nếu mà choáng được Sijune đối thủ thì quá là ngon nghẻ rồi. Còn nếu mà anh em tự tin vào team anh em nó cứng quá, cứng nữa thì anh em có thể chơi 6 âm dương luôn em để lấy thêm cái hồi sinh cho team. 5 âm dương thì nó có cái khiên rồi. 6 âm dương thì có luôn cả cái hồi sinh nha anh em ha. Nhưng mà 6 âm dương thì chúng ta lại không có được con Hidan. Đợi khi nào mà con Itachi nó mạnh lên đi. Anh em có Itachi nhiều đi, rồi chắc là chuyển qua 6 âm dương chơi, còn hiện giờ đang chắc là chơi 5 âm dương đi cho nó hợp lý anh em ha. Red này mạnh lắm nè. Red này hiện giờ đang chơi 6 âm dương nha anh em. Coi thử nha, bèm thử nha. Bên kia có Zeraia. Nếu mà Zeraia của mình choáng được con Sijune bên kia thì ngon anh em. Nhưng mà không choáng được thì hơi mệt. Để coi coi Itachi bên nào là gây được hiệu ứng nhiều thì bên đó win. Bùm, Sijune bay màu, ngon. Được cái Itachi á anh em. Ôi, Hida mình bay màu rồi kìa anh em. Được cái Itachi á anh em, khi mà đánh thì nó sẽ đánh vào mấy con máu thấp nhất á, nên cũng khá ok. Rồi thôi xong rồi. Kèo này gãy rồi mấy ông ơi. Rồi Itachi nó dập một cái Hida mình bay màu luôn em. Đó, đó là cái chà, nếu mà muốn như vậy thì chắc là phải build con Hida anh em. Biển trống. Ố, win rồi nè. Sao win được nhờ, mình tưởng thua chứ, vô coi lại coi. Anh em muốn con Hida nó được sống anh em, chúng ta chơi miễn trống anh em ơi, để coi thử coi nha. Coi coi cái cái ứng miễn trống anh em, để coi coi. À đây miễn trống nè, ứng làng mưa. Ứng làng mưa tăng 35% miễn trống chứ. Nếu mà gắn một bộ thì chỉ có tăng được 35% miễn trống thôi. Không có được cao đâu anh em ơi, nên nó khá là bình thường ha. Không được rồi, không ổn rồi. Tưởng cái bộ này là bộ 2 thì chúng ta tăng tới gần 100% miễn trống hơn anh em. Nhưng mà bộ này bộ 4. Bộ 4 nên là gắn 4 ấn thì chúng ta mới tăng được 25% miễn trống thôi. 35% miễn trống thôi, cũng chả có xi nhê gì. Bởi vì cái miễn trống của Itachi á, đi với lại team âm dương á thì nó tăng tới 100% miễn trống lận anh em. Cái trận hồi nãy win không biết tại sao lại quên luôn, coi thử nha anh em. Bùm, trời ơi, đam của Itachi to quá. Rồi, đó, mình còn có 3 đứa à. Trong đó khi đó là con Hida nó hẹo rồi nha anh em. Trong khi đó con Hida nó hẹo rồi. Itachi pha này hẹo không ta? Hình như có hồi sinh. À không, không có hồi sinh luôn. Hai cụ Edo lùa hết cái đám này luôn anh em nhờ. Được ấy. Hidan dạo gần đây bị câu tờ quá anh em ơi. Bị Itachi câu tờ quá, chịu không nổi. Trận này thì chắc mấy cụ Edo của mình gánh còng lưng anh em. Cả hai bên đang đều số rồi nha anh em, đều số quân rồi. Trời ơi, cụ Hashirama V1 gọi là hồi sinh liên hồi luôn anh em nha. Chói. Bên kia Hashirama đam to, cụ Edo đam to quá. Rồi, win rồi nè anh em. Trời ơi, tuyệt vời nha. Rồi, cuối cùng cũng win được ông Red anh em ơi. Nhưng mà cái team nhưng mà cái team hiện giờ đó gắn con Hidan vô, anh em coi lại một lần nữa nha anh em. Con Hidan nó bị con Itachi đập gọi là không hồi sinh lên được một nhát nào luôn ạ. Rất khó chịu. May mắn cho mình là tóc của mình cao hơn anh em, nên là đánh nói chung nó cũng thoải mái. À, Hidan nó hồi sinh được một lần rồi nè. Pha này nổ không có hẹo được con Sijune bên kia. À, bị phản đam nè anh em. Hida mình bị phản đam cho hẹo được hai đứa ở bên kia rồi kìa. Một đứa chứ anh em, một đứa. Không biết là nó có đứng lên nữa hay không đây anh em ơi. Hồi nãy cái pha đó là hình như là Itachi nổ đúng không ta? Xong Hida mình hồi sinh được một cái xong là nó ngẫm luôn. Nó ngẫm luôn rồi nha anh em.
Trời ơi, cậu Edo đấm cái quả đó chất quá. Chắc là mình phải lên con Shizune mạnh mạnh một tí. Hồi đợt nó cái quà Valentine ấy, em nó có cái bán cái gói là 360k được hai con Shizune mà mình ngại nạt cái gói đó quá. Bây giờ quay lại tiếc anh em ơi. Quay lại tiếc con Shizune một xíu. Cho em nó lên E3 tệ tệ phải lên E3 chứ bây giờ mới E2 à. Thôi để từ từ anh em ha. Để chơi túc tắc đi. Khi nào mà nạp Itachi có thêm gói của Shizune thì nạp thêm gói nuôi thêm bé nữa. Chứ bây giờ meta phải đi với lại Shizune xịn xịn rồi. Vẫn sẽ là hai cụ hai cụ nhất bêm nhau. Cụ nhất của mình thì cụ nhất V1 thì đang đi theo đường máu anh em ha, đi theo đường máu. Nên là đam cũng không có to lắm đâu. Cụ nhất V1 thì đảm nhiệm cái vai trò gánh đam cho cụ V2 nha. Ôi tôi xong tôi rồi. Đúng rồi, win rồi nè mấy ông. Trời ơi. À, dễ dàng. Nhưng mà con Hidan thì nó hơi hơi khó hồi sinh nha anh em. Dạo còn đây Hidan là hơi tèo đấy. Đây, ở bên này thì chơi 6 âm dương. À không, ở bên này chơi 5 âm dương. Một con cá nè em ơi. Ngày hôm qua mình có cho anh em xem con cá này rồi á. Nó xoáy trúng cụ Edo bay màu luôn nha anh em. Đây, pha này nè. Nhưng mà rõ ràng pha này cụ Edo là có khiên mà ta. À nhưng mà bị phá khiên rồi, phá khiên rồi. Ôi con cá nó bay màu rồi nè. Con cá nó bay màu rồi, trời rút ấn kìa. Cũng ngon ha. Ê cái pha này Hidan chơi ổn nè anh em. Pha này Hidan chơi ổn nè. Rút cái ấn một cái là hẹo hết Shizune rồi các thứ luôn kìa anh em. Shizune bên kia E5 nha mấy ông. Shizune bên kia E5. Rồi, bye bye cụ V1 nha, khỏi hồi sinh luôn, dính cái ấn của Itachi là khỏi hồi sinh luôn nha anh em. Ôi thôi xong rồi. Không sao, mình còn cụ Edo anh em. Đây à, bem được cũng nại hà nữa nè anh em. Team này bây giờ nói chung là cũng tạm được. Jiraiya hả, để coi Jiraiya. Hồi nãy giờ không có để ý cái hiệu ứng của Jiraiya luôn á anh em. Không để ý hiệu ứng của Jiraiya nhiều. Chắc là phải lên tiên thuật cho em nó thêm rồi. Cái team này mình thấy ổn nhất bữa giờ nè. Để mình so sánh lại với lại cái team chơi hai âm dương coi. Coi cái team nào nó ổn hơn. Hai âm dương thì chúng ta chắc phải bỏ như thế này. Thêm con Conan, cụ nhảy. Ok, em thử nha. Thử cái độ hiệu quả nha anh em. Coi cái độ hiệu quả của hai team. Chắc chắn chơi hai âm dương này thì team của chúng ta nó sẽ bị thấp cái máu xuống. Ở bên kia con cá bị chói cái hẹo luôn anh em. À, chói được con Shizune luôn nè. Trận này team mình nắm thế thượng phong anh em ơi. Nắm một chút được thế thượng phong. À, nhưng mà không chơi Itachi nha anh em. Nếu mà chơi team này thì lại không chơi Itachi. Thôi, win dễ luôn kìa. Trận này win dễ dàng luôn nè anh em. Hidan vẫn còn sống nhăn răng. Cụ Edo bị chói nữa mới đau. Chà ơi, xui chưa kìa. Ok. Rồi, ui. Nhay kìa. Nhưng mà kèo này win chắc rồi nha anh em. Win chắc rồi. Thử lại lần nữa nha. Cái team gọi là cái team cặp đôi Denara với lại Conan vẫn là một cái gì đó rất là khó chịu nha anh em, rất khó chịu luôn ấy. Nhưng mà phải kèm theo thêm cụ nhị nữa. Team này là hoàn toàn là không có thằng Itachi nha anh em, không có Itachi. Rồi đây nè, đây mới là bị dồn đam nè. Chắc chắn là bị dồn đam trước rồi, hồi nãy là tụi nó bị dính hiệu ứng nhiều quá nên là tụi nó không bị dồn đam á anh em. Bây giờ cá rồi cái thứ vẫn chơi được nè. Rồi bây giờ tới team mình trả đam nha. Team bên kia nó đã dồn đam rồi đấy. Team mình còn đủ 6 đứa nha anh em. Còn đủ 6 đứa, không biết là có phá bể được cái khiên của Shizune hay không nữa đây. Hồi nãy là Shizune bên kia bị chói nên là nó không búp khiên được anh em. Còn trận này thì nó được chơi game rồi nè. Không biết có lật kèo được hay không, đây coi thử nha. Conan bay màu, ui da. Cụ Edo mới bị hẹo anh em. Mới bị hồi sinh lại thôi á. Quỷ cá bên kia nó xoáy là bay màu cụ Edo của mình luôn anh em. Tính ra con cá này nó câu tờ được cụ Edo khá là tốt. Chắc mình build con cá chơi lại anh em nhờ. Build con cá chơi lại cũng ổn.
nha. Kèo này căng nè anh em ơi. Rồi, kèo này thì con Hidan của mình nếu mà nó hồi sinh lên được nhiều thì win anh em. Nhưng mà trận này thì chắc là Hidan nó không hồi sinh lên được nhiều rồi. Tính ra con cá này nó xoáy ghê anh em nhờ. Đây, cá nó xoáy rất là ghê. Build cá vô để mà câu tờ một vài con cũng được. Nhưng mà không biết là có câu tờ được là con Itachi hay không nữa đây. À, bên kia có cả đào đó kìa anh em. Đào Shizune thì bên kia khá là chuẩn luôn anh em. 6 âm dương. Ủa cái gì vậy? Đứng game rồi anh em ơi. Thôi chắc ngừng video tại đây anh em nha. Để các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay, thấy hay cho like giỏi kênh cho anh em. Cảm ơn nhiều nha. Lần đầu tiên mà quay video mà đứng game luôn anh em. Ghê thiệt.